Hello everyone, hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn cho các bạn. Mình sẽ làm trang số 12 và trang số 13 của chương trình giải bài tập ngữ pháp của chương trình lớp 5. Thì hôm vừa rồi mình đã học cái thể hiện tại hoàn thành rồi, thì hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái thể hiện tại hoàn thành, nhưng mà với yêu cầu của đề bài mình là sử dụng since hoặc là for. Thì bây giờ các bạn, mình sẽ review lại kiến thức chút xíu, thì các bạn mình sẽ nhìn vào đây và cô sẽ hướng dẫn lại cho các bạn một lần nữa và hướng dẫn cho các bạn cách mình sử dụng since và for ha. Thì đầu tiên thì hiện tại hoàn thành thì các con nhớ là chủ từ cộng have has cộng với ta ed, và sau đó have là cộng với chủ từ số nhiều I, you, we, they và những chủ ngữ có s phía sau, và has sẽ chậm cho chủ ngữ số ít là he, she, it trên riêng của một người và những chủ ngữ không có chữ s. Mình nhớ là I have thì ghi tắt là I've, được chưa? Rồi tiếp theo câu phủ định thì rất đơn giản, chủ từ cộng have has cộng not cộng cho verb 3 ed, tại vì câu hiện tại hoàn thành thì phải có have has cộng verb 3 ed. Vậy nếu have not thì các bạn nhớ ghi tắt cho cô là haven't, còn has not thì các bạn sẽ ghi là hasn't. Về câu nghi vấn thì các bạn nhớ là has hoặc là mình phải đưa has hoặc là have lên đầu câu và sau đó đến chủ từ và đến động từ ở cột 3, hoặc là thêm ed đến tân ngữ. Và nếu mà nó có từ để hỏi thì các con chỉ cần đưa từ để hỏi lên thôi, còn nếu không có từ để hỏi thì các bạn che lại thì ra cấu trúc của mình rồi. Thì mình nhớ là nếu không có từ để hỏi thì câu trả lời của mình là yes hoặc no, thì tùy vào chủ ngữ thì mình chọn have, haven't, hoặc là has hoặc là hasn't. Ok chưa? Và hôm vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các bạn là các dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành, đó chính là ever, never, since và for. Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn kỹ cho các bạn về since và for. Và ever, never thì hồi trước mình đã học rồi, chủ từ cộng cho have, has đến never hoặc ever đến verb 3. Và câu nghi vấn của mình thì mình sẽ đưa have, has làm câu đến chủ từ, đến ever, đến never và đến verb 3. Và bây giờ cô sẽ nhấn mạnh cho các con về since và for. Since là kể từ khi, thì mình sẽ sử dụng since khi mà một mốc thời gian nào đó. Vậy mốc thời gian là gì? Ví dụ như năm 2000, từ năm 2000, kể từ khi từ năm 2000, hoặc là từ ngày chủ nhật, từ ngày thứ hai, từ ngày thứ ba, hoặc là từ cái gì đó, thì mình sẽ chọn một cái mốc nào đó cụ thể là từ ngày nào đến bài nào, từ khi nào, là chọn một cái thời gian, một năm, một tháng, một ngày, một giờ cụ thể thì mình sử dụng là since. Còn for thì như thế nào? For thì mình sẽ sử dụng là khoảng thời gian, ví dụ 10 năm, 20 năm, 30 năm, 4 ngày, 5 ngày, tùy vào cái yêu cầu của đề bài. Nhưng mà cái cách sử dụng của mình là since là với một mốc nào đó, từ năm bao nhiêu, từ ngày bao nhiêu, từ thứ bao nhiêu. Còn for là khoảng thời gian là bao nhiêu, 5, 10, 15, 20 gì đó. Rồi, vậy thì bây giờ cô đã hướng dẫn cho các con xong rồi, thì bây giờ mình cố gắng mình lưu ý giúp cho cô ha. Trong phần bài làm thì cô cũng sẽ liên tục nhắc nhở các con. Vậy bây giờ mình sẽ vô cái phần bài làm của mình. Thứ nhất, complete the sentence use for or since, thì mình chỉ sử dụng for or since. Thì bây giờ mình phải đọc bài ha. Có số 1 người ta làm rồi, thì bây giờ cô sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn câu số 2. William has collected toys. Vậy mình thấy năm 1986 không các bạn? Thì mình sử dụng since, nhớ chưa nào? Nhớ mốc mốc thời gian là since, mình sử dụng since. Carol loves collecting toys. She's a little girl. Vậy thì khi mà cô ấy còn nhỏ thì có phải là mốc thời gian từ lúc cô ấy còn nhỏ không? Chứ không thể nào mà sử dụng khoảng thời gian được, đúng không nào? Vậy mốc thời gian mình sử dụng since. Tiếp tục, number 4. Large number of people has visited every year. 2000. Vậy mình thấy chữ 2000 thì mình phải chọn since, một mốc thời gian. Visitors from all over the world have brought toys and games to the museum. Many years. Vậy many years có phải là khoảng thời gian không? Khoảng nhiều năm. Thì mình sử dụng là for. Okay. Number 6. The museum has had a shop 2002. Vậy năm 2002. Vậy thì mình sử dụng là since, một mốc thời gian. People have given toys to the museum. It's open in 2000. Vậy nó mở từ năm 2000. Vậy thì có phải là một mốc thời gian từ năm 2000? Thì các bạn sử dụng since dùm cho cô. Vậy thì cái bài của mình đã xong rồi. Các bạn mình lưu ý sửa vào cùng với cô ha. Thì mình sẽ qua luôn cái bài tiếp theo đó. Bài số 8. Look at the picture. Write sentence with the present perfect. Present perfect là thì hiện tại hoàn thành. Thì bây giờ mình sẽ nhìn vào tấm hình và bức hình và mình sẽ trả lời về thì hiện tại hoàn thành. Vậy các bạn nhìn vô câu thứ nhất. They have been friends for 3 years. Vậy thì mình sẽ, người ta cho mình sẵn rồi. Thứ nhất là mình sẽ biến về hiện tại hoàn thành have, has cộng verb 3 ed. Sau đó là mình sẽ người ta cho for hoặc since thì mình sẽ chọn mốc thời gian hoặc là khoảng thời gian cho cụ thể, đúng không nào? Tiếp theo, bây giờ đến câu number 2. Grandma's peace on holiday in Australia sing. Vậy thì Australia có rất là nhiều kangaroo, thì cô sẽ nhìn thấy con kangaroo đây, cô sẽ chọn Saturday. Vậy thì các bạn nhớ nha,
Grandma's been on holiday in Australia since Saturday. Được chưa nào? À, vậy thì tại sao cô chọn since Saturday? Vậy since là khoảng gì? À, một mốc thời gian, một mốc cô lấy mốc từ từ ngày Saturday này, được chưa? Ngày thứ bảy đến trở đi. À, rồi tiếp theo. Number 3. He has an MP3 player for. Bạn thấy chữ for thì mình nhớ là mình sẽ chọn khoảng thời gian. Vậy bây giờ two years ago là có phải là 2 năm về trước không? Vậy today là hôm nay, vậy thì cô sẽ chọn là 2 years ago tại vì nó là khoảng 2 năm về trước. Vậy mình câu bài làm của mình là he's had. Vậy vì he is so ít thì cô sẽ chọn has, và chữ have này là mình lùi về bóp A là had. He has had an MP3 player for 2 years ago. Ok. Number 4. Câu số 4 thì chúng ta sẽ làm như sau. Mình thấy chữ sing ở phía câu không các bạn? Candy like Casey like chocolate sing. Mình thấy chữ sing không? Sing là một gì? Một mốc thời gian. Thì bây giờ cô sẽ lấy mốc thời gian này ha, ở quá khứ. Thì là nhớ cái thi là nó ở quá khứ, ở hiện tại hoàn thành thì nó là số ít thì mình chọn has, và chữ like thì mình đưa nó về bước 3 thì thêm ed vô ha. Katie like chocolate since 2002. Rồi tiếp theo. Number 5, they live in the house, in their house for. Vậy là for là một khoảng thời gian, vậy nhìn như đây 5 years ago and today thì dĩ nhiên là 5 years ago rồi. Thì cô sẽ cô sẽ làm như sau. Day là số nhiều thì cô sử dụng là have. Live là verb 3 của nó là thêm ed thì cô sẽ sử dụng là they have lived in their house for 5 years ago. Vậy thì cái bài này mình đã xong rồi. Thì bây giờ các bạn mình có thể ngừng video và mình sửa lại dùm cho cô. Thì để cô sẽ qua tiếp tục, đó là bài số 9. Bài số 9 là use the